thì đều có một cuộc sống riêng và những cách tận hưởng cuộc sống khác nhau. Aqua8 ở đây để chia sẻ với các bạn những phương pháp để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Quá trình để tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn thì đã đi được nửa chặng đường. Và ngày hôm nay thì Aqua8 tiếp tục mang đến cho bạn phương pháp thứ 3, đó là nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Video này Aqua8 dành cho bạn. Chúc bạn có khoảng thời gian xem video thư giãn nhất. Tip thứ nhất là tập thể dục. Thường xuyên tập thể dục có thể mang lại kết quả chống lại sự suy nhược. Bài tập thể dục có thể giải tỏa căng thẳng, chính là chìa khóa để sống tốt hơn. Tập thể dục có những hiệu quả này phần nào đó vì nó giải phóng hormone endorphin, một trong những hormone giúp não bộ cảm thấy thoải mái hơn. Thứ hai là ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe. Khi bạn ăn không lành mạnh thì có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu. Do đó, điều quan trọng là nên ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe nếu muốn cải thiện cuộc sống. Thứ ba là ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ có nguy cơ góp phần làm giảm sức khỏe bằng cách gây ra cảm giác mệt mỏi, buồn bã và lo lắng. Thứ tư là bạn hãy tránh sử dụng quá nhiều lượng caffeine. Caffeine có thể khiến bạn cảm thấy quá lo âu, điều góp phần gây ra sự căng thẳng và lo lắng. Nếu bạn định nghĩa về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nghĩa là giảm bớt căng thẳng và lo lắng, thì nên thử cắt giảm lượng caffeine nhé. Thứ năm là thử phép chữa bằng tâm lý. Tư vấn hoặc phép chữa bằng tâm lý có thể giúp con người không chỉ đối mặt với vấn đề mà còn giúp họ trưởng thành và sống tốt hơn. 6. Là ra khỏi vùng thoải mái của bạn. Từ bỏ việc chỉ làm theo một số thói quen và trình tự cũ, thay vào đó thì hãy tìm đến vùng lo lắng nhất. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cảm giác lo lắng, sự khuấy động giúp não bộ hoạt động và hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn. Và cuối cùng là làm tình nguyện. Dành một ít thời gian để giúp đỡ người khác và rồi bạn sẽ nhận ra cả sức khỏe, thể chất và tinh thần đều gia tăng. Và phương pháp thứ 3 này giúp bạn nhận ra không chỉ những giá trị vật chất mà giúp bạn thỏa mãn và hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là bạn có nhiều thứ trong tay. Hạnh phúc là khi bạn cảm nhận được nó và nuôi dưỡng nó bằng chính tâm hồn bạn. Hãy dành thời gian quan tâm đến sức khỏe và tâm hồn của bạn nhiều hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe video của chúng mình. Những thông tin trên hy vọng giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm một giá trị sống trọn vẹn. Đừng quên like và subscribe kênh vì chúng mình sẽ có những video vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Tạm biệt các bạn.